chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao, mùi tóc là ngôi và thư tình. Anh xin gửi lại em và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà tư. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên ta. Đường đời đôi ta hai đi buồn thật buồn. Anh... Vâng, Hoàng Gia xin mến chào các bác nhá. Rất được vui lại gặp lại các bác ở trong video vào buổi tối ngày 20 tháng 5 năm 2024 tối nay ạ. Hôm nay thì em lại tiếp tục lại vừa về thêm được một số mặt hàng để báo giá và cũng như là sẽ mời các bác chúng ta cùng xem nhá. Hôm nay thì em về có 3 chiếc âm ly các bác nhá. Đây là những dòng âm ly của hãng như Seawood và Riantic. Đây là những dòng âm ly của Nhật xác xuất sang cho thị trường Mỹ các bác nhá. Và dòng âm ly đài full tần số FM 108. Ba con tuyển chọn rất là đẹp và đây là những một cho dòng những âm ly có thể được ghép rất nhiều các dòng loa, trong đó những cái dòng loa Mỹ, loa Nhật, dòng loa châu Âu, bass từ 20-25 đổ lại chơi rất là tốt các bác nhá. Đấy, và giá trị cũng rất là phù hợp để chúng ta vừa chơi vừa bày rất là đẹp luôn ạ. Một chiếc đầu cối của Akai, model Akai 270D. Đặc biệt em này có chất âm giống như 630D và 650D và lại chạy được 2 chiều các bác nhá. Máy chạy băng 5 băng 7 ạ, 2 chiều, 4 check auto reverse các bác nhá. Đấy, và một chiếc quạt lửng của Nationa toàn thân găng sắt cánh 30. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Bên cạnh đó thì bên em cũng còn rất nhiều các sản phẩm như đầu tép. Các bác có thể tham khảo một số cái đầu tép giá trung bình từ 3,5 triệu cho đến 4-5 triệu, 6 triệu các bác nhá. Tùy các bác theo nhu cầu. Các bác cần những nhu cầu khoảng tầm 5-7 triệu hay 3-4 triệu thì các bác cứ liên hệ em sẽ lựa chọn cho các bác. Đấy, rất nhiều đầu tép ở đây. Toàn những con gọi là có chất âm rất là tốt các bác nhá. Em tuyển những con hay và có chất âm tốt, mặc dù giá của nó bình dân thôi nhưng mà cũng đều tuyển những con phải hay. Ngoài ra thì bên em vẫn nhận sửa những chiếc đầu tép, đầu CD, đầu văng cối các bác nhá. Đấy, em nhận CT9 này. Đây là CD của hãng Săn Xui này. Đấy, và Akai 747 cũng vừa mới sửa xong cho bác khách này. Đấy, bác nào quan tâm thì cứ liên hệ với bên Hoàng Gia Audio bên em. Đấy, rất nhiều các sản phẩm khác nữa. Mong các bác chúng ta hãy đăng ký theo dõi kênh nhá. Bác nào lần đầu tiên chúng ta xem video này của bên em thì có thể ấn nút màu đỏ phía dưới góc tay phải màn hình của các bác và chuyển trạng thái chuông rung nhá để được theo dõi cập nhật những video tự động. Và mỗi lần em bên em lên sóng là nó sẽ tự động thông máy về thông báo về máy của các bác nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ đi chi tiết từng sản phẩm trong video ngày hôm nay, ba chiếc âm ly, đầu cối và quạt. Em sẽ báo giá cho các bác luôn ạ để cho các bác nắm bắt được nhá. Đầu tiên là chiếc âm ly của hãng Seawood. Đây là dòng âm ly đài receiver, model của nó là S711 7110B các bác nhá. Đấy, 710B. Này thì size của nó khá là to đấy ạ, size của nó phải tầm 44 đấy ạ các bác nhá. Vỏ gỗ nha. Con này hai ba con này thì rất là đẹp nhá. Em tuyển toàn con đẹp cho các bác thôi. Chạy sò than. Đấy, giải đài này. Tất cả các chức năng là hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Bass jack ba lăng này. Loudness là chính là âm lượng, đây là nút âm lượng các bác này. Đánh cầu A cầu B này. Chưa? Đây có cả nào lớp này, đánh mono stereo này, các chế độ này, đây FM các bác nhá. Đấy, FM là em chưa lắp anten đâu, chưa lắp anten nào đã bắt ở đây như này. Đấy, đây em này, đây em này. Quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bộ đội Trường Sơn, tường đồng vách sắt, ngân vàng dạ ngọc. Đấy, nghe nhạc này. Em đang đánh con AR3 căng cước bánh bò kép đấy con nha. Đấy, con này đang chạy con này, đánh cũng khá là ok đấy ạ. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa tứ nhà, ước cha thương đại khách. Đấy, chất âm thì không phải nói rồi, dòng này thì nhẹ nhàng về cửa tiền và có thể ghép được đa dạng các dòng loa. Đấy, rất là đẹp con nha. Toàn con tuyển chọn được bao thôi. Đây một con tiếp theo. Em này là em bán 5,5 triệu các bác nhá. 5,5 triệu ạ. Seawood 710B. Đây còn một con nữa là con Riantic. Con này cũng là chạy 4 sò than này.
con này cũng đánh tốt nhiều dòng hoa này, rất là đẹp luôn này. Đấy, em về này bóc đây, rất là mới nha các bạn nhá. Liên tích, em này thì size của nó chỉ khoảng tầm 42, 43 thôi. Liên tích, đấy, đèn này. Con này ghép AR4 nghe cũng khá là ok. Em nhà em cũng đang dùng một chiếc cũng model này. Riantic STA21. Đấy. Cũng chạy đánh AR4 đánh rất là tuyệt vời các bác nhá, đánh khá tốt đấy ạ. Với những bác nào mà chúng ta chưa có điều kiện mua Fisher 250TX chẳng hạn thì chúng ta chơi tạm những con này. Nó cũng khá là hay và chúng ta cũng có cái thời gian và cái cảm nhận, chúng ta cảm nhận những cái chất lượng của những dòng này các bác nhá. Đấy. Mới nha. Đèn đóm là sáng đầy đủ hết nhá. Đấy, FM này, kim dò đài này các bạn này, FM108. Tất cả dòng này đều là xuất Mỹ nhá, nên là chạy điện 120. Tiếp theo một con nữa là con Riantic. Con này là con Seaworth ạ. Con này là Seaworth, là mã là BA các bác nhá, 7010A. Thực ra A B này nó chả có gì khác nhau các bạn. Đấy. Đẹp như nhau luôn. Bác nào thích con nào đấy thôi. Từ núm nút từ mặt mũi này không có gì khác nhau. Em chưa thấy một cái gì khác nhau ở đây cả. Đấy, từ những núm nút này. Ở đây nó chỉ có khác một cái này các bạn này, có một cái khác đấy ạ. Mà em vừa nhìn thấy ở trên hàng con B này nó có 1, 2, 3, 4, 5 nút. Con này có dưới có 4 nút thôi. Tép mốt. Con này là không có chỉnh nao nớt này. Con A này là không có chỉnh nao nớt các bác nhá. Nó cũng còn các nút này giống nhau. Âm lượng này. Con này là không có nao nớt này. Đấy, con này không có nao nớt các bác nhá. Không thấy có nút nao nớt đâu. Con này có thêm nút nao nớt này. Đấy, nó chỉ thêm nữa. Cầu A, cầu B này. Chế độ stair mono này, tape này, hết các bác nhá. Con A này nó không có nao nớt nhá. Thực ra bản chất như vậy em nghe nhạc em không bao giờ em nghe nao nớt các bác nhá. Bật nao nớt nên nó tiếng bass nó rất là ù. Nó có đuôi, em không thích nghe. Đấy, còn tùy, ví dụ các bác là thích thì lấy con nao nớt này, các bác không thích thì lấy con ở dưới. Bởi vì bản chất có thì cũng được, không có thì cũng gần như cũng không sử dụng đến. Rất là đẹp luôn. Con dưới đây. Là chưa các bác. Đấy. Tí em sẽ quay phía sau cho các bác nhá. Hai con này cùng size hết ạ. Đấy, báo giá cho các bác nha, con Riantic là 5 triệu ạ. Con Riantic là 5 triệu các bác nha. Con dưới Seaworth là 7010A em bán 5 triệu rưỡi nhá. Đấy, em bán 5 triệu rưỡi. Gần như gọi là đồng giá đấy. Đấy. Đây là phần sau này. Với 7010B là công suất của nó này là 80W các bác nhá. Điện áp là 120V. Đấy. Điện áp 120V. Đấy, đây là các cầu đấu loa. Cầu đấu loa của dòng này thì rất là dễ vặn, dễ xoáy. Nó không như dòng như Fisher thì nó hơi khó một chút. Đây là cầu chỉ bảo vệ này. Đấy, tất cả đây là đều đẹp các bác nhá. Đấy. Dây nguồn nhất là zin hết, mới. Đấy, tất cả đều là rất là mới ấy. Đấy, rất là mới các bác nhá. Đấy. Con này 70W này, con A là 70W. Con B là 80W. Đấy, cái con mà không có nao nớt ấy là nó ghi đây là 70W các bác nhỉ. Nó ghi là 70W nhá. Còn cái con có nao nớt nó ghi là 80W ạ. Đấy, còn cái con này nó là gì đây? Con này là đây có cầu chì bảo vệ sơ cua vẫn còn nguyên này các bạn. Đấy, cái con ở giữa này nó còn hãng nó còn gói một cái cầu chì bảo vệ nó còn nguyên này, nhét vào đây. Đấy. Con này là con Riantic đây. Riantic STA21. Con này không thấy ghi công suất các bác ạ. Nó không ghi công suất. Nhưng mà các bác cũng đánh tốt những dòng bass 20-25 các bác nhá. Nhất là những bác nào mà chơi loa cổ ấy thì nên chọn những cái dòng receiver như này này. Cái dòng bản chất của cái thằng âm ly receiver ấy là nó xuất cho thị trường châu Âu ấy là nó sẽ làm theo đúng là ghép được với loa của châu Âu để đúng với cái chất âm của cái dòng loa châu Âu. Nên là cái các kỹ sư người ta nghiên cứu, người ta cũng đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Cái thời điểm đó là nhạc gì và cái dòng loa của nước khác người ta đang sử dụng nước gì thì người ta sẽ sản xuất ra những cái chất âm làm sao để nó phù hợp chất âm với những cặp loa đó. Đấy, thì những cái dòng này nó rất là đánh tốt những dòng loa cổ bass 20-25 thì tùy các dòng. Em nói chung như thế để các bác biết rằng là nó có thể sử dụng ứng dụng được rất nhiều dòng loa. Đấy, cứ bass tầm 20-25 trở về em thấy là khá là ok đấy. Còn với những bass 30 thì yêu cầu độ nhạy loa phải độ nhạy cao tầm 98-99 decibel trở lên thì chúng ta cũng thể ghép được. Đấy các bác nhá. Loa mà có độ nhạy cao thì nó lại không cần công suất quá nhiều. Thì chúng ta cũng tìm những cái dòng âm ly này, công suất nó rất là vừa phải. Đấy, chất âm cũng rất là hay và vừa phải về tầm tiền nữa. Một trong những cái dòng âm ly để cho các bác trải nghiệm, giá rất là phù hợp hợp lý, từ 5 triệu, 5 triệu rưỡi, giá cực kỳ mềm luôn. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng Gia Audio, số điện thoại hotline 0975888409 ạ. Đấy, tiếp theo em sẽ giới thiệu sang con đầu cối Akai
Em này là Akai 370D. Em này là chạy băng 5, băng 7. Và nó là máy 2 chiều các bác nhé. Đấy, máy 2 chiều. Máy 2 chiều ạ. Đấy. Máy 2 chiều. Em này thì chất âm của nó ấy, thì nó như con 630D và 650D thôi nhá. Tại sao em nói như thế? Vì là khi bọn em tháo ra để mình bảo dưỡng và mình vệ sinh ấy, thì cái phần mạch âm sắc nó rất là giống ạ, giống hệt luôn ạ. Nên các bác nhìn đồng hồ này, đồng hồ của cái con 270D này nó giống hệt con 630D và 650D của AK, cái con băng 10 đó. Đấy. Nó gần như là một con AK 630D thu nhỏ. Từ cái phần lắp đậy mặt từ này. Dạ, 3 motor này, máy chạy 3 motor auto revert. Đấy, hai đồng hồ giống hệt các bác nhá. Máy thì cũng hai tốc độ 71/2 và 33/4. Máy cũng rất là đẹp các bác nhá. Bác nào quan tâm thì liên hệ. Bác nào mà muốn chơi một con băng cối, máy băng 7 mà lại hai chiều auto revert, chất âm giống cả những cái dòng máy 20 triệu, 30 triệu thì em này rất là xứng đáng để cho các bác chơi nhá. Nó chỉ là không chạy băng 10 thôi, nhưng mà nó chạy băng 7 được. Thì là các bác lưu ý rằng là với cái tầm tiền khoảng chục triệu thì tìm những con như này thì chơi nó rất là ok ạ. Thì sao ạ? Lành bền. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là nó có chất âm rất là hay, giống như những dòng máy đắt tiền. Thứ ba là máy lại có hai chiều nữa, với những bác nào thích chọn hai chiều. Đấy. Đấy là phần mặt mũi đây. Đây là phần phía sau các bác nhé. Em này thì điện là 100V rồi. Đấy, công suất là 60 đến 65W. Đấy, sau đây. Đấy. Đấy, em này thì đây nó chỉ khá là đẹp các bác nhé, nó chỉ bị chày một tí chỗ này, tí chỗ này, mờ chỗ này con này. Đấy, mờ này này, được chưa? Đây, chỗ này một tí này các bác này. Đấy. Vận chuyển về thì nhiều khi không tránh được các bác nhá. Nhưng mà khi chúng ta lắp băng lên đây nó sẽ che đi các bác nhá. Đấy, khi mình lắp một cái băng cối 7 đây này, nó sẽ che cái những này đi. Thực ra nó là cái chi tiết rất là nhỏ thôi. Mình ngồi xa mình nhìn thì không nhìn thấy đâu ạ. Đây là đấy là em bán hàng thì em mô tả rất là kỹ để các bác biết. Còn máy móc em vẫn bao zin tuyệt đối và cũng như là gì bao bảo hành cho các bác luôn. Vâng ạ, em này em bán với giá là 10.200.000 các bác nhá. 10.200.000. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ bên em. 10.200.000 ạ. Giá rất là ok luôn ạ. Tiếp theo là chiếc quạt ạ. Chiếc quạt này là chiếc quạt Nationa. Dòng này là dòng cánh 30, quạt lửng các bác nhé. Quạt lửng cánh 30 ạ. Đấy. Đồng lá này sáng trang, đẹp keng luôn. Rất là nặng đấy ạ, tầm 8-9 cân đấy ạ. Đấy. Tất cả là toàn thân gang sắt đấy nhá. Đầy sắt sắt hết coi nhá. Bầu cho bầu sắt luôn. Đấy. Cánh 30, chóp đầu đạn. Em này thì túc năng cơ. Chạy 3 cấp độ gió 1, 2, 3. Dòng la thì bản chất thì nó rất là êm. Gió nó rất là thoảng, nó lại êm. Động cơ chạy rất là êm. Đấy. Đây là những dòng quạt mà chúng ta gọi là vừa chơi vừa sưu tầm. Đấy. Đây là cái phần chỉnh chỉnh góc độ quay các bác nhé. Cái này là chỉnh góc độ quay bao nhiêu? 40 độ và 90 độ. Đấy. Các bác muốn nó quay, túp năng nó quay theo bao nhiêu độ thì các bác có thể chỉnh ở đây. Được chưa ạ? Đấy. Đấy, em này còn khá là đẹp các bác nhé. Tất cả cái inox này còn nó sáng choang này. Dạ. Cánh màu xanh lá rất là đẹp. Đấy. Cánh 30. Đấy. Cao lắm các bác nhá. Nó cao khoảng 90 hơn 90 ạ. Nếu mà khi chúng ta cho hết cỡ thì nó khá là cao đấy ạ. Đấy. Toàn thân gang sắt. Toàn thân gang sắt nhé. Đây là cái phần chỉnh lên xuống các bác này. Đấy. Các bác vặn theo ngược kim thì nó sẽ tụt xuống này. Đấy. Các bác vặn theo kim thì nó sẽ tự đẩy lên các bác nhá. Rất là hay ạ, và nó chốt luôn ạ. Khi nó dừng mình tay mình dừng lại, mình không vặn nữa thì nó sẽ chốt lại các bác nhá. Nó giữ lại không bị tụt xuống. Thiết kế nó rất là thông minh. Đấy. Em này em bán với giá là 6.500.000 các bác nhá. 6.500.000. Đấy. Cánh 30. Sơn xiếc này, rất là đẹp. Dạ, 6.500.000 đồng các bác nhá. Bác nào quan tâm thì liên hệ. Vâng ạ, em cũng xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tất cả các sản phẩm em báo là tại cửa hàng, giá không bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Các bác lưu ý ạ. Giá không bao gồm phí vận chuyển. Tất cả các sản phẩm em bán đều có bảo hành cho các bác. Và mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ với bên Hoàng Gia Auto theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh này ạ. 0975884009 ạ. Địa chỉ ở cửa hàng ở cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Vâng ạ, bên em ship hàng toàn quốc khi có cọc ạ. Cảm ơn các bác ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau nhé.